Thưa quý vị và các bạn, chọn trường, chọn nghề theo tâm lý đám đông không chỉ gây lãng phí về thời gian, tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến cảm hứng, đến đam mê học tập sáng tạo của học sinh. Điều này đòi hỏi các nhà trường cần tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp. Em cũng được nghe rất nhiều những ý kiến của họ hàng, của bạn bè anh chị em. Có người thì thích em học sư phạm bởi vì cái môn toán của em cũng khá là tốt. Nhưng mà cũng có người thì nhìn em lại tướng hợp với ngành an ninh. Khi mà mình muốn học cái ngành gì đó thì mình sẽ trả lời những câu hỏi mà gia đình đưa ra ấy. Rằng là ngành này nó làm như thế nào, nó ra trường nó làm gì và vươn lương là bao nhiêu. Cho nên là em nghĩ là họ chọn theo số đông để lựa chọn một phương án an toàn cho bản thân. Em cũng phải tìm hiểu về bây giờ hiện tại nó là những ngành nào đang hot và những ngành nào nó sau này ra sẽ làm vào những chỗ gì. Đây là chia sẻ của nhiều học sinh khối lớp 12 khi được hỏi về vấn đề chọn trường, chọn nghề. Bên cạnh những học sinh có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, nhìn nhận rõ điểm mạnh, yếu của bản thân cũng như xu hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm trong tương lai thì hiện vẫn còn một bộ phận học sinh còn lựa chọn nghề nghiệp theo cảm tính, theo phong trào và theo tâm lý đám đông. Nghề hot, điểm chuẩn đầu vào, học phí là những tiêu chí hàng đầu khi các em chọn trường, chọn nghề. Trong khi đó, những yếu tố cốt lõi như chương trình đào tạo, xu hướng việc làm lại chưa thực sự được quan tâm. Thì em cũng chưa tìm hiểu đến chương trình học rõ lắm. Và em nghĩ là cũng rất nhiều bạn cũng sẽ như em. Tại vì em cảm thấy nó quá là rắc rối và rối rắm. Em chỉ tìm hiểu sơ qua về các ngành này và học thì cần những gì và đến lúc ra trường thì mình sẽ làm những gì và mình làm ở đâu ạ. Em chưa tìm hiểu về những cái chương trình học một kỳ như thế nào và những cái phương thức học nó sẽ ra làm sao ạ. Chọn trường theo trào lưu dẫn đến hệ quả là khi vào trường học mới nhận thấy không phù hợp với năng lực sở thích và ra trường phải đi làm trái ngành. Điều này gây ra sự lãng phí lớn về thời gian, tiền bạc của học sinh. Thực trạng đó đòi hỏi các nhà trường phải tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh. Cho các em tham gia các bài test về năng lực để tìm hiểu xem là em đó phù hợp với năng lực ngành nghề nào. Sau đó là phân loại, tư vấn cho các em phối kết hợp với rất là nhiều các trường đại học, cao đẳng đến để tư vấn tuyển sinh. Hiện nay hầu hết các trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh, các thí sinh cũng đã có thông tin đầy đủ để lựa chọn nghề nghiệp theo học. Thời gian này cũng là giai đoạn cao điểm triển khai công tác hướng nghiệp tuyển sinh tại các trường trung học phổ thông. Đây là cơ sở quan trọng để các em đưa ra quyết định vào đợt đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào tháng 5.